thì cũng có một bạn trên kênh đó thì hỏi mình là còn cái tool nào bypass những cái dòng thấp thấp mà free không á. Hôm nay mình lên video này hướng dẫn các bạn ha. Ngày Win 6 12.5.7 số may số series đầy đủ. Lúc trước mình cần bypass những cái dòng iPhone nó bị khóa kích hoạt các bạn, mình phải có cái USB ha. Rồi mình tạo cái USB để mình chạy cái chết ra nè, để mình ra red nó, rồi mình mở những cái tool nào đó thì mình bypass. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn không có cần Alo. Xin chào các bạn. Này là cái máy nó bị khóa kích hoạt nè. Thì con này là iPhone 6 thôi, ra khá là lâu rồi. Thì cũng có một bạn trên kênh đó thì hỏi mình là còn cái tool nào bypass những cái dòng thấp thấp mà free không á. Hôm nay mình lên video này hướng dẫn các bạn ha. Ngày Win 6 12.5.7 số may số series đầy đủ. Lúc trước mình cần bypass những cái dòng iPhone nó bị khóa kích hoạt các bạn, mình phải có cái USB ha. Rồi mình tạo cái USB để mình chạy cái chết ra nè, để mình ra red nó, rồi mình mở những cái tool nào đó thì mình bypass. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn không có cần tạo USB luôn nha. Thì đầu tiên là mình phải ra red cái máy. Jared thì hiện tại nó có cái tool mà Jared trực tiếp trên Windows luôn các bạn. Các bạn tải về các bạn mở lên thôi. Con này thì iPhone 6 dòng thấp thì mình chạy cái WinRAR á, WinRAR 1.0 là được rồi. Đừng có chạy 1.1 nha. 1.0 thôi. Cái này là tích xuống chiếc ra Jared nè, nó hỗ trợ iOS 12 đến iOS 14 nha. Để mình mở cái Device Manager lên. Trong quá trình nó chạy á thì các bạn nhìn cái driver á, nó chuyển lên chuyển xuống cho mình dễ quan sát, cái gì mình lỗi tới đâu mình làm tới đó nha các bạn. Rồi bắt đầu mình bấm net nè, là nó sẽ đưa cái máy về chế độ recovery. Rồi mình đợi nó đưa cái máy về chế độ recovery á thì nó kêu mình tiếp tục mình đưa cái máy vô chế độ depo. Rồi máy nhận đầy đủ nè, những cái phần mà config gì ở dưới nè các bạn, config hoặc là UBK gì đó, cái đó là nó nói là các bạn tải tool về nó có cái file test á. Mình mở lên mình đọc ha. Cái file test nó nói nè, nếu mà mình làm mà bị lỗi 3 lần á, tầm 3 lần á thì mình tích vô cái ô config á, rồi mình cài UBK ha. Bây giờ mình chạy luôn. Rồi mình bấm start này, vô chế độ depo. Những cái dòng có nút home thì các bạn bấm nút home nguồn. Thì nhìn trên cái bảng á, ô số 3 vừa sáng đèn á thì mình buông phím nguồn, giữ phím home là tự động nó vô chế độ depo nha. Những cái tool này, tool hiện tại tool mới á các bạn, thì nó kêu mình vô depo thì các bạn chịu khó vô cho nó chuẩn nha. Vô depo cho nó chuẩn ha thì nó chạy thường thường nó mới thành công, chứ không là nó bị văng cái tool. Rồi mình đợi cái tool nó load driver vậy nè. Giống như nó tự động nó nhận biết cái USB driver RISC-UK các bạn. Mình thường làm video mà bypass những cái dòng mà cao á, nó sẽ có cái đó đó các bạn thấy không, USB RISC-UK gì nè, nó lỗi nè, kệ đó các bạn, nó đang dò driver, mình cứ để cho nó tự động nó chạy đi. Những cái con dòng thấp đây thì mình Jared nó hơi lâu hơn những cái con dòng cao, mình làm mình để ý như vậy ha. Rồi nó đang boot cái máy nè. Rồi boot cái máy thì trên cái bảng WinRAR á, nó sẽ báo khai thác cái lỗi gì đó thành công. Thì các bạn nào có những cái cách nào hay hơn á thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới hoặc là chia sẻ trên kênh á cho các bạn khác cùng biết nha. Thường thường mình lúc trước mình làm những cái con máy mà hello mấy cái dòng thấp các bạn thì mình phải Jared, mà Jared thì thường thường là một là cần macOS, hai là cần cái USB để mình tạo cái chết ra, rồi mình boot vô cái USB để mình Jared ha. Hôm nay thì những cái nhà phát triển tích hợp một cái tool mới á, Jared trực tiếp trên Windows luôn, khá là hay. Rồi cái này nó vẫn báo là chưa Jared nè, các bạn rút ra ghim lại mình kiểm tra lại nha, coi thử nó báo tình trạng là Jared thành công chưa. Rồi ngon lành các bạn, Jared thành công nè, là để Z rồi nè. Rồi tiến hành mình mở cái tool mình tiến hành mình bypass thôi. Giờ mình bypass hello nha, bypass hello. Hiện tại cái tool FRB gì nó còn free nè các bạn, bypass những cái dòng iOS thấp từ 12 đến 14. Màn hình hello nha. Cái này là mình hướng dẫn màn hình hello. Đó, cái này là cái tool mình mở bình thường nè, chế độ để Jared nè. Tình trạng chưa đăng ký á, thì các bạn copy cái số series trên tool đó, rồi mình lít vô cái đường link của admin cho.
mình đăng ký số series thành công á, rồi mình cứ bấm bypass hello. Trên tool nó cũng có nhiều cái chức năng hay á, thì các bạn cần cái nào thì các bạn làm ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain.